Cái vấn đề là trong cái quá trình này là chúng ta làm quá trình nhắc lại một vấn đề một lần nữa là chúng ta vấn đề đặt ra này. Tất cả các cái là vấn đề liên quan đến vấn đề kiến thức, khả năng, công cụ. Khả năng công kiến thức khả năng này, công cụ này, đấy, đội nhóm này, cơ hội, sản phẩm á, gần như là chúng ta đều đầy đủ, đều có khả năng, làm được hết khả năng làm. Tuy nhiên rằng đấy là cái kết quả của chúng ta, tuy nhiên cái kết quả thì nó không tương xứng. Và vấn đề một vấn đề nữa là chúng ta đều hiểu là cần phải làm gì, để thành công, hơn nữa. Chắc chắn rồi, khi mà mọi người muốn đã thấy được cái kết quả, thấy cái tiềm năng thì mọi người mới làm. Và chúng ta đều hiểu, chắc chắn là mỗi cá nhân chúng ta đều hiểu rằng đấy là cần phải làm gì để thành công hơn. Tuy nhiên đấy, lại một vấn đề tuy nhiên nữa là khi mà vận hành, khi mà bắt đầu ấy, mà bắt đầu thì chúng ta không biết bắt đầu từ đâu. Hoặc là gì, hoặc là bắt đầu rồi nhưng lại bỏ cuộc giữa chừng. Có rất là nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân đó đó là bí ý tưởng chẳng hạn này, tập trung này. Đúng không? Nó không làm cho mình như ý được, nó không mãi mãi làm cho mình cứ cứ ở một cái tầng thôi, làm cho mình bị kìm nén đấy, làm bản thân mình kìm nén, mình không bung ra được khỏi cái sức mạnh này. Ví dụ như các bạn kiếm được 5 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu thôi, nhưng bây giờ ít đúng không, nhưng mà để nhân lên 10 lần, nhân lên 20 lần đấy là mình không 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 thể nào. Mặc dù chúng ta đều biết được cần phải làm gì để thành công hơn nữa nhá, đây là một cái rất là nghịch lý. Và khả năng thì là được học hết, được đào tạo hết, tất cả anh em ở trong này nếu như mà về góc độ làm nhỏ thì được đào tạo nhỏ, làm lớn thì được đào tạo lớn, từ tư duy, kiến thức, kế hoạch, tất cả mọi thứ. Tuy nhiên là cuối cùng đi chăng nữa thì chúng ta cũng làm không được đó. Thì bây giờ cái phương pháp nào để xử lý, để giải quyết này đấy, thì bây giờ nó đi từ vấn đề nó đến vấn đề quy trình. Đầu tiên đấy, vấn đề là chúng ta vì sao vì vì sao chúng ta lại làm không tới nơi tới chốn. Tại đơn giản đấy là chúng ta làm việc không lộ trình, do vậy chúng ta cần gì, chia giai đoạn. Nó có nhiều giai đoạn. Giai đoạn 1 này là giai đoạn xây dựng, giai đoạn 2 là giai đoạn phát triển và tối ưu, giai đoạn 3 là giai đoạn vận hành và nhân bản. Nó cơ bản nó có rất là nhiều cách chia. Tuy nhiên rằng này, mình sẽ chia cả một cái dự án của mọi người ra làm ba ba cái giai đoạn như thế này đó. Làm dropship hay làm affiliate hay làm hệ thống làm sỉ lẻ gì đó tôi không biết. Tuy nhiên rằng tất cả dự án đã là kinh doanh nó cần có cái giai đoạn. Bản thân chúng ta làm đều hiểu rằng đấy, chúng ta cần phải làm cái điều này thì để thành công đấy. Tuy nhiên đấy, cá nhân mỗi người ấy, khi mà bắt đầu chúng ta thường bắt đầu ở cái giai đoạn không ấy. Giai đoạn không là giai đoạn nhìn nhận. Nhưng mà cái mong muốn của chúng ta nhé, cái mong muốn của chúng ta lại ở giai đoạn 2, 3. Nên thành ra là nó quá sức đối với mọi người. Nhưng mà vì nó quá là chúng ta không biết cái tính giai đoạn của nó là một. Hai là cái mục tiêu của chúng ta quá cao, trong khi cái tư duy của mình và khả năng kỹ thuật chỗ này này, chúng ta cần phải trau dồi kỹ năng này, kỹ thuật đó. Và các vấn đề khác có liên quan, tập trung các nguồn lực, đó là tiền, đó có thể là tiền, và đặc biệt đó là thời gian. Chúng ta đang bị thiếu ở chỗ này,
đang cần cân nhắc cho này rất nhiều, nhưng mà cái mục tiêu quá lớn nên ra khi mà bắt đầu vào vận hành chúng ta đều hiểu là chúng ta cần phải làm gì, nhưng mà rồi là mãi mãi nó cứ đứng ở, nó đứng ở mãi đây này, nó cứ đứng ở chỗ này. Cả bản thân tôi cũng vậy, tôi biết thừa là để làm gì. Bây giờ tôi 3 ngày đúng không, 3 ngày này tôi kiếm được 30 triệu, mỗi ngày vị trí là khoảng tầm được 10 triệu, và mình cảm thấy trời, nếu mà cứ tốc độ như thế này thì mình sẽ nhanh chóng trở thành tỷ phú. Nhưng để làm liên tục được nó, liên tục được điều này, không phải tôi không làm được. Đó là cái rất là nghịch lý này. Đó bị chính vì vậy á, hôm trước em mình có dùng có đào tạo một cái buổi ấy, để chúng ta xử lý cái vấn đề về kế hoạch và phân chia thời gian, nó là cái vấn đề cực kỳ hay rồi. Đó. Còn cái hôm nay ấy, nó là cái vấn đề mà chúng ta làm thế nào để nhân được rất là nhiều tiền lên, rất là nhiều tiền lên trong cái quá trình mà làm đấy. Và trong năm trước ấy, thì admin có một ngày ấy, một ngày kiếm được 60 triệu một ngày ấy. Có nghĩa là nếu mà góc độ lương lương mà của công nhân và một cái người công chức bình thường là một tháng 5 triệu ấy, thì là tôi với một ngày của tôi là bằng bằng luôn một năm người ta làm đó. Đó là lý do tại sao một năm ngoái mà Forbes thành công rực rỡ như vậy, và tất cả mọi người tôi tin chắc rằng là cũng đều thích muốn học được cái điều này. Dù một ngày cầm được nhiều tiền như ngày thôi thì chắc chắn cũng phải muốn rồi đúng không ạ? Đấy, và làm thế nào? Đấy, và làm thế nào để đạt được một cái kết quả giống như vậy ấy? Và tôi cũng đặt ra một cái câu hỏi, chính bản thân admin này, chính admin cũng đặt ra một cái câu hỏi, tại vì tôi chưa thành công, nên tôi cùng bạn đồng hành và hướng dẫn các bạn tất cả các kỹ thuật. Và cái này nó giống như cái tần số ấy, nó giống như là một cái biểu đồ vậy ạ. Có nghĩa là nó cứ chập trùng, lúc lên rất là cao, lúc xuống rất là thấp, chứ nó không đều. Nếu như mà giả sử một ngày mình chỉ cần đều 10 triệu đến 20 triệu thôi là nó rất là ổn, nó tháng mấy trăm triệu là ok rồi. Và bây giờ admin nhận thấy được cái điều này. Nhận thấy một số vấn đề. Một số vấn đề. Một là tiềm năng từ internet vô cùng lớn. Hai nữa là muốn giàu phải có hệ thống. Hệ thống ở đây không phải là con người đâu. Hệ thống ở đây gồm rất nhiều thứ. Con người chỉ là một thôi. Hệ thống ở đây là nó sẽ gồm con người. Ok, đồng ý. Hai, hệ thống ở đây nó là một cái hệ thống kênh. Ba, cái hệ thống ở đây nó là một hệ thống rất là logic từ A đến Z luôn. Và đây là gọi là kịch bản. Đó. Bốn ấy, nó đòi hỏi những cái vấn đề liên quan, đó là vấn đề về kỹ thuật rồi công cụ, rồi là những cái điểm gọi là chốt chặn, tức là đơn giản là những này. Bản thân nhé, admin có một cái fanpage và nó kiếm cho admin khoảng rơi vào khoảng tầm 200 triệu là fanpage này. Đây, đây. Một cái fanpage rất là đơn giản thôi, nó có không đến 200 like nữa nhưng mà nó kiếm cực kỳ nhiều tiền, vài trăm triệu. Và fanpage này nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Ừ, nhưng mà tại sao nó lại kiếm được nhiều tiền như thế? Và ở trong đây cái mối chốt chất chặn là cái gì? Chốt chặn là cái có một cái bạn nhân viên của admin nó kẹp ở đây để nó tư vấn và nó chuyển key cho khách hàng khi mà mua phần mềm. Thì cái chỗ này gọi là chốt chặn. Đấy, chỗ này admin mấy tháng này tôi không có bao đụng đến cái này. Đấy, nó tự lấy số điện thoại này, email của khách, rồi là tự vào trang để kích hoạt key. Thế thôi, cứ vậy thôi. Cứ như vậy thôi. Và kích hoạt key được bằng điện thoại luôn. Và chỗ đấy gọi là chốt chặn. Có nghĩa là cái hệ thống này nó sẽ gồm những cái vấn đề đấy. Và muốn giàu ấy, chúng ta phải có cái hệ thống này trong tay và hiểu được cái hệ thống này trong tay. Và mọi người được học ấy, mọi người được học về vấn đề về kiến thức, về khả năng và công cụ rồi. Tuy nhiên ấy, là cái vấn đề logic này, kịch bản mọi người không có. Nên chính lý do đó là chúng ta đều biết là chúng ta cần phải làm gì, nhưng mà chúng ta không đạt được thành công này. Ý tưởng là có lẽ là không thành công được, không biết bắt đầu từ đâu mà không thành công được, và chúng ta thất bại, và nó bị kìm nén, nó cứ lẹt đẹt ở ngay cái chỗ này. Anh em mình có cảm thấy đúng như vậy không? Mọi người cảm thấy đúng như vậy không ạ? Đúng không? Comment xem ạ, bình luận xem ạ. Thấy cảm thấy, đang cảm thấy là ừ, có cái hình ảnh của mình trong đấy không? Tôi biết chắc chắn là anh sẽ có cái hình ảnh của mình trong đó. Rõ ràng mình biết nó là nhiều tiền, nó là tiềm năng, nó là ok đấy. Nhưng mà bây giờ làm sao để cho nó thật là nhiều tiền lên đấy thì không được. Đấy.
Và tôi biết chắc rằng đấy là ở bây giờ ai muốn kiếm nhiều tiền thôi làm thế nào, chúng ta có học rất là nhiều, học rất là nhiều, nhưng mà bây giờ chúng ta phải dám đầu tư đúng không? Đó là một cái vấn đề nữa là chúng ta quản trị thời gian rất là kém, quản trị thời gian cực tệ luôn, cực tệ, rõ tệ luôn. Bản thân tôi biết thừa, tôi mà đi làm á, tôi chỉ đạo rất là hay. Đó, à, em phải làm như thế này này, em phải làm như thế kia kìa, em phải phải đăng như thế này, anh em mà phải online thế này, online thế kia. Tuy nhiên rằng tôi mà ở nhà ấy, tôi biết, tôi thấu hiểu được là rất khó để quản trị thời gian, tại vì mình xem hết 30-40 video YouTube phát là hết ngày. À, lan man một tí thôi là hết ngày, lan man một tí thôi là hết buổi đêm, lan man một tí thôi là hết buổi sáng rồi. Ừ, vậy là hết ngày, thế là ngày hôm nay hết, chẳng làm được cái gì. Đó là vấn đề quản trị thời gian cực kỳ tệ. Và chúng ta chỗ này đòi hỏi chúng ta cần có một cái sự kỷ luật rất là cao, kỷ luật cao đấy, trong cái quản trị bản thân con mình, người mình, chính bản thân mình thì chúng ta mới thành công được. Còn không là chúng ta cứ lan man trôi dạt, trôi theo lan man này, là chúng ta mãi mãi thất bại thôi, không bao giờ thành công được. Và nó cứ kìm hãm, nó cứ lẹt đẹt đấy, nó cứ lẹt đẹt dừng lại con số 5, 3, 10 triệu gì đấy, cứ một tháng nào cũng vậy thôi, nó không không thể bứt phá được. Mà muốn ít lên ấy, chúng ta phải làm việc cực kỳ khoa học luôn, và bài bản, có một cái kế hoạch và bám sát cái kế hoạch đấy chúng ta triển khai. Thì về một số vấn đề đấy, và tiềm năng thì internet rất là cao này đúng không, và chúng ta cũng muốn giàu chúng ta cần có hệ thống đấy, muốn giàu chúng ta phải quản trị được thời gian đấy, muốn giàu chúng ta phải nhân bản được, nhân bản nó, nhân bản tức là làm nhiều lần lên đấy, làm nhiều lần lên đấy, đúng không, và làm ứng dụng, và ứng dụng để làm các cái khác nữa, các vấn đề khác nữa. Thì chỗ này là những cái mà mình thấy và chúng ta cần phải 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 kiếm cách giải quyết nó. Bây giờ ok, đến với phần tháo gỡ đúng không, tháo gỡ những vướng mắc. Luôn luôn là như thế nào, đầu tiên là chúng ta là người kinh doanh, nên nhớ là chúng ta là doanh nhân, chúng ta là người kinh doanh đúng không, chúng ta xác định chúng ta là người kinh doanh, làm kinh doanh. Mà trong kinh doanh nhé, là nó chỉ có ba yếu tố thôi, ba bí quyết mật tông, đó là sản phẩm, marketing đúng không, và vận hành. Luôn luôn là như thế này, và đây là ba vấn đề mà chúng ta cần phải xác định để tháo gỡ toàn bộ mọi vấn đề này. Tất cả mọi cái thứ này nó đều vô 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 nghĩa nếu như chúng ta tách ra đi sang ba vấn đề này. Và admin đã nhận ra được rằng một số cái vấn đề mà anh em mình nhé, tôi không cần biết anh em mình làm gì, có ý tưởng gì và muốn kế hoạch làm sao. Tuy nhiên đấy, đầu tiên là cái cách xử lý này, đấy, xử lý đúng không, xử lý vấn đề kinh doanh trong cái vấn đề về sản phẩm đó. Đây chúng ta xác định cái sản phẩm nào đúng không, đấy chúng ta xác định là xác định lại đi, đó sản phẩm nào nó nhiều tiền, nó là duy trì này, nó duy trì dự án này, sản phẩm làm cho chúng ta có thể duy trì được dự án, duy trì dự án này, dự sản phẩm này thì làm cho chúng ta giàu có này, làm chúng ta giàu có này, có nghĩa là sản phẩm lại cao đúng không, rồi là hình cái dạng của sản phẩm, cái trạng thái của sản phẩm. Sản phẩm là sản phẩm gì, là sản phẩm vật chất, vật chất đây là mình bán cái gì, sản phẩm số là mình bán cái phần mềm gì, vật chất hay là sản phẩm số, sản phẩm số phần mềm khóa học hay là hosting tên miền công cụ cái gì, bộ giải pháp gì. Chúng ta phải xác định những cái vấn đề này một cách rất là rõ ràng. Đây tôi tìm cho anh những cái hướng giải quyết nhé, tại vì trong forum có quá nhiều cơ hội để chúng ta có thể ứng dụng đúng không. Thì xíu nữa em mình sẽ làm cho mình một cái kịch bản nho nhỏ, một cái kịch bản nho nhỏ để ứng dụng toàn bộ vấn đề này. Còn vấn đề xử lý ấy, là mọi người hãy làm lại cái điều này đi. Và đầu tiên là xác định sản phẩm, và bây giờ đấy là cái mục tiêu lợi nhuận của chúng ta, xác định lại sản phẩm này đó, và xác định sản phẩm như thế này, rồi là cái mục tiêu lãi lợi nhuận ấy. Mục tiêu lợi nhuận của mình là như thế nào đối với cái sản phẩm, nhé. Để xác định lại hết đi,
và chọn ra những cái tốt nhất. Cái phần này phần quan trọng. Nếu mà các bạn vạch ra rồi là cứ lan man cũng không giúp lại được vấn đề đấy. Bây giờ anh bán sản phẩm vật chất, anh bán cái gì, sản phẩm số anh bán cái gì, và giúp lại những cái tốt nhất thôi, bỏ những cái thừa thãi đi, bỏ hết tất cả những cái thừa thãi đi, không tập trung nữa. Tại vì nếu càng tập trung thì chúng ta đã quản trị thời gian tệ rồi. Đây này, vấn đề ngay trên này này, chúng ta đang cái vấn đề quản trị thời gian nó quá tệ đi, chắc chắn luôn không bao giờ là người giỏi trong vấn đề quản trị thời gian ấy. Quản trị thời gian rất tệ đấy, ra là càng làm nhiều càng rối, càng làm nhiều càng thất bại nhiều, tại vì không thể tập trung được và chúng ta nản chí. Đấy là cái điều mà mấu chốt của tất cả mọi vấn đề luôn đấy. Và buộc phải lựa chọn ra những cái tốt nhất để chúng ta tập trung làm trong một cái thời gian đó. Đó rồi, ok, đấy là vấn đề về sản phẩm. Một vấn đề quan trọng đối tượng thế nào. Nếu như các bạn không đi theo sản phẩm nhé, không đi theo sản phẩm, tức là không có nghĩa là bạn xác định sản phẩm, sau đó mình xác định đối tượng khách hàng, đó là một. Hai, bạn không cần phải đi theo lối sản phẩm, bạn chỉ admin tập trung vào đối tượng khách hàng của mình là gì. Đó, mình chia theo vấn đề về nghề nghiệp, hay mình chia theo vấn đề thu nhập, hay mình chia theo cái vấn đề về về công việc của họ, về sở thích của họ, đấy, về độ tuổi. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là bây giờ mình phải xác định cái phân khúc đối tượng khách hàng của mình là người nhiều tiền, hay là người bình dân, hay là người ít tiền. Điều này quan trọng không? Quan trọng vô cùng luôn. Em mình đã tính rồi. Tôi target trong thời gian tới, tôi sẽ target vào những người nhiều tiền. Tại vì sao thì em xíu nữa nên sẽ giới thiệu cho mọi người biết, tại vì nó cho mọi người biết và làm thế nào để tăng hết được những người nhiều tiền này, làm thế nào để kết bạn được với nhiều người nhiều tiền này, có cả bí mật thật sự luôn. Tại vì nếu không tăng hết được với người nhiều tiền ấy, không bao giờ có chuyện này, không bao giờ có chuyện này, và cũng càng không bao giờ có cái chuyện này đó. Và chỉ có thể làm tăng hết người này trong cái quá trình mà mình làm thì mình mới thành công được đấy. Sau đó đúng không, xác định đối tượng khách hàng đi, xác định lại đối tượng khách hàng, sau đó mình kiếm lại sản phẩm, hoặc là xác định sản phẩm đi rồi tập trung vào nó, rồi xác định đối tượng khách hàng sau. Đều hai cái đều được nhá, đều ok đấy. Và cách này, cái chỗ này về sản phẩm và đối tượng ấy, sản phẩm và đối tượng ấy, mọi người hay có bị trùng lặp, có nghĩa là mọi người nghĩ rằng mọi người sẽ bán sản phẩm A và đi tìm đối tượng khách cho sản phẩm A. Đây là tư duy thông thường, bình thường, tất cả 99% chúng ta đều hiểu. Tuy nhiên rằng á, đối với doanh nhân, đối với doanh nghiệp á, đối với dự án á, đối với người làm kinh doanh á, cái câu mà nó gọi là bản chất luôn là cố gắng không bằng. Và bản thân của mình làm sản phẩm A là sản phẩm target và cái đối tượng là người nghèo, người ít tiền. Giống như học sinh sinh viên thì nó là người nghèo á, đúng không ạ? Học sinh thì có tiền, học sinh sinh viên á, đúng không? Nó nhiều tiền nhưng mà cái vấn đề chi trả nó bị lệ thuộc sinh viên, bị lệ thuộc vào những người khác. Các bạn hình dung không ạ? Nên chúng ta target và lấy tiền nó phải xem thái độ của bố mẹ nó nữa, đúng không? Phải xem, phải đối với những học sinh sinh viên này target vào, phải vào dân chơi. Chứ còn người bình thường nó cũng muốn lắm, nhưng mà bom hàng bình thường á, nó mà em không xin mẹ được em bom thế thôi, thì chẳng lẽ bắt nó nhận à, hay sao, đúng không? Nên ra là chúng ta á, cố gắng không bằng sự lựa chọn là bây giờ á, cố gắng quá rồi, cố gắng người ta ghét bọn học sinh quá rồi, hoặc là cái người dân mà người no lao động quá rồi, lấy ít tiền, đúng không? Mà không đạt được kết quả, bây giờ chúng ta á, chúng ta phải đi theo cái con hướng này, chúng ta tìm lại cái đối tượng khách hàng đi, đúng không? Lựa chọn đối tượng khách hàng, đối tượng cao cấp hoặc là trung cấp. Tức là hãy bỏ cái lối tư duy là lựa chọn sản phẩm đó là bắt đầu đi kiếm khách hàng đi. Xong sắp thời gian tới này mình sẽ target vào cái số lượng nhiều tiền thôi. Tại vì cùng một cái thời gian nhá, một cái mấu chốt ở điểm thời gian này, đặc điểm tính chất của thời gian này, thời gian nó không bao giờ mất đi được, đúng không? Nó cũng không tăng lên, nó cứ mãi mãi là nó là như vậy thôi. Chỉ có sức khỏe và cái khả năng của chúng ta nó bị giảm sút thôi. Và bây giờ đấy là cùng thời gian đó, chúng ta
cố gắng làm việc. Rồi vì vấn đề gì? Ai cũng muốn là vì thành công, đúng không? Vậy bây giờ nhé, việc mà chúng ta làm một cái gì đó được nhiều tiền hơn, và ít tiền hơn trong cùng một thời gian, thì bây giờ chúng ta lựa chọn nào? Tôi biết chắc chắn rằng anh em luôn luôn làm cái nhiều tiền hơn rồi, nhưng mà bản thân chúng ta 99% người trong này chúng ta đều làm ngược lại, chúng ta thường làm ít tiền hơn. Đó là một cái nghịch lý mà chúng ta biết, nhưng chúng ta vẫn làm. Tại vì chúng ta đây này, nó lại quay lại một vấn đề nữa là chúng ta thiếu, đúng không? Chúng ta không biết cần phải để làm gì, chúng ta cũng biết là bây giờ làm sao để có được hệ thống, làm sao để có con người, làm sao có kịch bản, rồi là kỹ năng công cụ đội nhóm này làm sao để ta ghét được những người này, nên ra chúng ta lại chọn về cái con đường ít tiền hơn, tại vì nó dễ hơn, ok, đồng ý là cái này nó cũng vẫn có thể nhiều tiền được, có nghĩa là tích tiểu thành đại nó sẽ nhiều tiền, nhưng mà cùng một cái thời gian, trong cùng một thời gian này thì lần nào cũng làm thẳng lên nhiều tiền luôn. Thì bây giờ chúng ta xác định lại đối tượng khách hàng đi, để chúng ta chiến cho nó mạnh, ok. Thì đấy là hai vấn đề đầu tiên trong vấn đề mà xử lý vấn đề, đúng không? Mọi người cảm thấy rằng bây giờ mọi người chọn sản phẩm nó đúng chưa, rồi là mọi người chọn đối tượng khách hàng đã đúng chưa, đúng không? Chưa đúng. Đây là sản phẩm, nó cái vấn đề quan trọng nhất đó, mà trong xử lý mà chúng ta không làm được. Đây là sản phẩm trong cái mô hình kinh doanh này, thao lưu mắt này, làm kinh doanh này, chúng ta luôn luôn một cái mô hình kinh doanh nó luôn luôn xảy ra là ba vấn đề này đó, mà chúng ta làm không tốt là chúng ta sẽ ra đảo sống liền. Và một trong cái vấn đề đó là sản phẩm đi liền với đối tượng gì sản phẩm đó. Và đây chúng ta phải đi từ sản phẩm và đi từ đối tượng, tùy mọi người. Tuy nhiên rằng nó phải thỏa mãn được các yếu tố đó, nhiều tiền hay là ít tiền. Nhiều tiền thì chúng ta phải lựa chọn vào những cái con người, nhiều tiền hơn thì chúng ta con người, đúng không? Con người đúng không? Có nhiều tiền. Ít tiền thì mình phải muốn giàu ấy, thì mình phải vào trong cái dạng gọi là cái sự lan tỏa, tức là cái đó rất là ít tiền thôi nhưng mà có thể bán được cho rất là nhiều người, giống như bánh mì buổi sáng vậy, giống như cà phê 15.000 buổi sáng rồi uống đi vậy, có thể bán hàng nghìn đi. Nó rất là đơn thuần thôi, nhưng mà nó ít tiền hơn nhưng mà nó có sức lan tỏa rất là rộng, hoặc là nhiều tiền hơn đòi hỏi nhiều chất xám hơn. Thì bây giờ tùy mình đó. Và một cái vấn đề nữa là trong cái quá trình này nó phải tính lặp lại, làm một cái dự án nào đó nó phải thỏa mãn được một gọi là tính lặp lại, tức là mình làm một lần đấy, làm một lần và nó lặp lại mãi mãi luôn, lặp lại gần như là mãi mãi. Ok, mọi người đã làm một công việc nào nó như thế vậy chưa? Bản thân này pin đây này, lý do không thỏa mãn được cái điều kiện này, chính vì vậy ấy, có những ngày kiếm trong năm ngoái, có những ngày kiếm một ngày 60 triệu, trong năm nay thì 3 ngày 30 triệu, mình bất ngờ vô cùng luôn. Tại vì sau đó em đi ngồi suy ngẫm rất nhiều thời gian suy ngẫm lại, bây giờ tại sao mình biết luôn, rõ ràng mình biết là đây là những cái mà tôi nói lại, chúng ta đều hiểu chúng ta cần làm gì để thành công hơn nữa. Tuy nhiên khi bắt đầu chúng ta không biết bắt đầu từ đâu. Hai câu này gọi là thần thánh luôn đó. Và mọi người, tôi nghĩ rằng mọi người cũng đang nằm ở chỗ giai đoạn này, mà chúng ta làm một dự án nó thiếu sự lặp lại, tức là làm xong rồi lại phải làm lại từ lời đầu, làm xong rồi lại làm lại từ đầu. Và như vậy nó rất là mệt. Có nghĩa là làm bằng, tuy làm online đúng không, online nửa mùa, kiểu như là online nửa mùa thì là vẫn là bán sức không. Vẫn là bán sức lao động. Tôi vẫn zoom 1-2 giờ sáng. Tuy nhiên rằng nó không phải là lặp lại nữa. Lặp lại này nó vẫn là bán sức. Bây giờ làm sao đấy để tự động hóa luôn. Zoom như này á, đến sau này 1 năm nữa mà cái video mà đang đào tạo các bạn đây, nó được lặp lại cho những người đối tượng giống như các bạn nghe lại một lần nữa, mà mình không cần ngồi đây nói chuyện, đó mới là đẳng cấp. Mọi người hình dung không ạ? Em cảm thấy hay không ạ? Hay comment nào? Hay không ạ? Đúng các cái vấn đề mình cần phải trao đổi, mình phải đưa ra phân tích rồi. Tới đây làm sao nữa thì tùy vào mỗi khả năng, tùy vào mỗi cái cá nhân, mỗi cái con người, mỗi cái trình độ của mình á, thì mình có những cái cách để mình xử lý nó. Tuy không gọi là không 10 điểm thì nó phải được 6-7 điểm đã là hơn rồi,
chứ không là mình rất là mệt rồi bán sức lao động và làm kiểu online nửa mùa này ấy. Nửa mùa này mãi không bao giờ giàu được, nó sẽ kìm hãm đây ấy. Nó sẽ kìm hãm mình, đây là kìm hãm bản thân mình này, cứ 5 triệu 3 triệu thôi cứ đủ ăn thôi, không bao giờ giàu lên 20 30 triệu được chắc chắn luôn. Và tôi đã nghĩ ra rất là nhiều vấn đề này, và thấy ở cái tính lập lại. Hai nữa là nó phải đảm bảo trong dự án, nó phải đảm bảo tính phát triển. Tính phát triển tức là càng làm có một số cái thì chúng ta càng làm càng yếu đi. Và tính phát triển này muốn càng làm càng mạnh ấy, đúng không? Anh em mình cứ để ý, chúng ta cứ làm thời gian đầu mạnh lắm, nhưng mà càng làm ấy, về sau càng chán nản, càng bỏ cuộc, càng yếu đi. Thế càng làm càng yếu thì làm gì? Lúc đó là mô hình kinh doanh đã sai rồi. Nếu mà càng làm càng yếu ấy, đúng không? Nếu mà ngược lại ấy, nếu mà làm càng làm ấy càng yếu thì lúc này mô hình kinh doanh sai rồi. Hoặc là càng làm ấy, mà càng bị lệch ấy, càng bị lệch. Ví dụ như anh em mình tạo ra được nhóm giống như Hoàng HM đúng không? Em tạo ra một cái nhóm mấy ngàn người, tuy nhiên em quản trị không tốt, em khai thác nó không tốt. Đáng ra mấy ngàn người đó người ta có nhu cầu về làm dropship, đó em mà khai thác được chỉ cần 10% chuyển đổi thôi là thành công lắm rồi, đúng không? Vậy càng làm càng bị lật. Chỗ này chúng ta phải cho rồi là kiến thức gấp, kiến thức không đủ, kiến thức và khả năng quản trị. Và mình cũng ở trong cái dạng này đấy nhá, đầy đủ những cái vấn đề như vậy, và tôi vẫn xếp mình ở trong cái giai đoạn này. Tôi biết rằng là cộng đồng đang mạnh vô cùng, đối tác người ta cũng muốn kiếm lấy mình, rồi mình cũng có khả năng làm cho người khác rất là nhiều, nhưng mà mình bị lệch khả năng tăng thích, được khả năng quản trị, được đội nhóm, vân vân, đúng không? Vẫn đang còn rất yếu, tại vì mình không ôm hết được, chỉ có một mình mình thôi, mình cũng không thể nào mà làm chu toàn được hết tất cả mọi thứ này. Đó. Mà để đảm bảo tính phát triển này thì nó buộc phải có một cái tính này, tính ổn định và bền vững. Chắc chắn, tại vì sao càng làm càng yếu? Tại vì cái tính ổn định nó không có. Tính ổn định không có xuất phát từ đâu ạ? Chất lượng sản phẩm. Ví dụ như là em đi làm team đào tạo chẳng hạn, chất lượng đào tạo càng ngày càng thấp đi, chẳng có cái giá trị gì cho team, anh em sẽ bỏ tôi. Và anh em mình thậm chí là bóc phốt. Anh em mình bán rất sản phẩm cũng vậy. Sản phẩm ban đầu thì rất là tốt, đặc biệt là các vấn đề về mỹ phẩm, rồi các vấn đề về ăn uống. Ban đầu thì rất là ngon, rất là tuyệt vời, nhưng mà càng ngày càng cắt giảm, đúng không? Bán thấp đi mà, thì chất lượng nó phải giảm đi, thì lúc đó là nguồn nguyên liệu nó phải giá lại tăng lên, đúng không? Rồi chúng ta lại không theo kịp nó, chất lượng giảm sút, thì cái tính ổn định nó không có. Chất lượng sản phẩm luôn luôn phải như vậy, luôn luôn phải đứng ở góc độ ổn định. Đấy, và là cái chất lượng dịch vụ, hậu mãi tức là cái khuyến mãi hậu đãi, đúng không? Chăm sóc khách hàng không được nâng cấp, đây là cái mấu chốt để vấn đề là cái tính ổn định nó không có. Tính ổn định nó không có nên ra là việc càng làm thì càng yếu, chắc chắn luôn. Nếu mà càng làm thì nhớ xem lại mô hình kinh doanh và xem lại cái tính ổn định này. Và nếu mà không đảm bảo được tính lặp lại, tính phát triển, tính ổn định bền vững ấy, thì chắc chắn là dự án của mình không bao giờ thành công được, không bao giờ giàu được. Mình dám khẳng định luôn. Và nếu như bạn kiếm được một ngày vài chục triệu thì chúc mừng, bạn đã gọi là bắt đầu có một cái tầng sống giàu có rồi. Tại vì người ta đã thống kê rồi, cái người mà kiếm được khoảng tầm 20 đến 30 triệu ấy, là đã nằm một ngày ấy, đã là người ấy, nằm trong top 3% giàu của thế giới rồi, chứ không phải 5 đâu, 3%. Bạn cứ tưởng tượng đến một ngày bạn kiếm khoảng tầm 30, đúng không? Là một tháng bạn kiếm được khoảng tầm gần 1 tỷ mà không có quá nhiều người ở trên thế giới làm được điều này, chắc chắn luôn. Và mình đang làm một số lượng người giàu á. Và chúc mừng nếu như mà anh em mình nào đã đạt được cái cảnh giới đó rồi đó, thì đó là một trong những tín hiệu tốt. Nếu chúng ta chưa đạt được trong cái cảnh giới đó thì chúng ta phải tìm được những người ở trong cùng một cái cảnh tầng lớp đó để chúng ta học hỏi, chúng ta làm theo. Nếu như mà chúng ta đã làm được rồi thì chúng ta phải làm sao đấy đảm bảo tất cả các yếu tố này để chúng ta đạt được cái chỉ tiêu target, mục tiêu của cuộc đời mình. Và bây giờ tôi đang đi kiếm cái phương pháp đó, và tôi viết ra một cái kế hoạch. Lúc này nó đi vào vấn đề á, là kế hoạch làm việc.
Và cái kế hoạch làm việc này nó là như thế này, nó kế hoạch làm việc thực tế nhá. Thực tế của admin sẽ nói cái vấn đề của tôi đang làm luôn cho mọi người, chứ không phải là ở đào tạo lý thuyết nữa. À, tôi sẽ làm như thế này. Tôi xác định nhé, tôi xác định là từ đâu mà tôi lại có đạt được cái doanh thu tiền nhiều như thế này, lợi nhuận nhiều như thế này. Tôi xác định rằng là những cái sản phẩm mà kiếm được nhiều tiền, đó liên quan đến vấn đề thời trang may mặc, nó liên quan đến các vấn đề về điện tử. Đây là em đang chia thực tế của cuộc đời mình luôn nhé. Điện tử nó là sản phẩm, nó là các cái vấn đề về phụ kiện thời trang, vẫn là thời trang thôi, nó là phụ kiện thời trang. Đây là những cái mà tôi cảm thấy rằng nó ra rất là nhiều tiền. Đấy. Hai là sản phẩm số thì em cảm thấy rằng những cái vấn đề liên quan đến website, những cái phần mềm marketing. Đấy, những công cụ marketing, những cái tài nguyên cho quảng bá, tài nguyên nó đang kiếm rất là nhiều tiền. Và giả thiết hơn một tí nữa này, cụ thể hơn đó là như là làm web thì là mọi người sẽ biết rồi, website mọi người đã biết rồi. Đấy, các cái phần công cụ marketing giống như các tool đấy, quản trị nick, nuôi nick. Đấy, rồi các tài nguyên như là nick Facebook, đúng rồi, là các vấn đề liên quan đến Facebook, các cái công cụ này liên quan đến Facebook và Shopee đấy, hoặc là thương mại điện tử đấy, là có nhu cầu rất là cao và rất là nhiều tiền, thật sự là rất là nhiều tiền, đủ đấy là rất là nhiều tiền, đến vài triệu một sale bây giờ là rất là ổn luôn. Để chúng ta làm affiliate thì nó cũng rất là tuyệt vời luôn đấy. Một cái nữa là vấn đề chắc chắn rồi là đào tạo, và đào tạo này phải đào tạo về marketing nhé, chứ đào tạo vớ vẩn thì cũng không ăn thua. Đào tạo marketing, đào tạo thực chiến tiền, đào tạo thực chiến đó. Và chúng ta phải nằm ở trong những cái team này, chúng ta phải nằm ở cái team mà có marketing, có kiếm tiền, có thực chiến thì chúng ta mới làm được đào tạo. Và đào tạo vô cùng nhiều tiền thật sự luôn. Và Hồ Bạch Minh đó là có bốn học viên, mỗi người là 4 đến 5 triệu, nó không quá nhiều, tôi nói thật sự luôn, 4 đến 5 triệu mà để học một cái lượng kiến thức rất là khổng lồ thì admin nó không có quá nhiều. Nhưng mà mọi người cảm thấy là 4 như này đó mình khoảng gần 20 triệu chưa? Gần 20 triệu, trời ơi, nhiều không ạ? Khá là nhiều đấy, rất nhiều, đúng không? Và mọi người cảm thấy là nó rất là tuyệt vời. Và cái này, đó là cái admin cảm thấy nó đơn giản, cộng với những cái vấn đề ở phía trên này, những một cái tool, một cái công cụ đó, hoặc cộng với việc mà bán lẻ hoặc là bán sỉ, bán qua cộng tác viên, những cái vấn đề này nữa thì nó là cái vấn đề liên quan đến nhu cầu của thị trường rất là lớn. Và đây là xác định những cái mà mình sẽ làm trong thời gian tới đây, ok đấy. Nên thành ra là mình mới xác định lại đối tượng một cái là admin sẽ nhắm tới này. Một đó là mình bán trong vấn đề về bán lẻ nhé. Trong bán lẻ thì mình sẽ bán chủ yếu target trực tiếp qua vấn đề về bán tuyển cộng tác viên, bán cho người ta, cho mình cho lợi. Rồi bán qua cộng tác viên này thì mình cần có một cái nhân sự để chốt đơn cho cộng tác viên đấy, và tính toán kế toán cho cộng tác viên, và cứ vậy làm thôi, to làm to, nhỏ làm nhỏ, và chúng ta xây dựng nền tảng để quản trị nó tối ưu hơn. Chưa có thì cứ sử dụng Excel thần trưởng, đúng không? Còn lại là cao cấp hơn là chúng ta thể làm website, làm các cái module, các cái web quản trị về cộng tác viên. Đấy là cái hướng đi. Còn không biết là chúng ta phải học, chúng ta phải làm cho nó biết được, chứ không phải là một phát nó biết ngay đó. Còn góc độ ấy, mà mình vấn đề về đào tạo ấy, đang cũng đào tạo nên đào tạo phải luôn chủ shop, chủ công ty, chủ shop công ty đó, rồi là chủ kho, chủ xưởng. Và môn cũng đào tạo ở đây là chắc chắn phải digital marketing thực chiến, và các xây dựng phát triển hệ thống content và phát triển đội nhóm online cho các cái doanh nghiệp này, đào tạo những mô hình này thì nó mới nhiều tiền. Tại vì một sale của nó là đến 10 đến 20 triệu thì nó xứng đáng, thế một tháng mình chỉ cần 5 sale là có 100 triệu rồi. Và mình đào tạo, mình tập trung target luôn vào đối tượng này đấy, đối tượng này nhiều tiền đây này,
đúng không? Là những thằng này nó mới nhiều tiền. Hoặc là người, hoặc là người tương lai sẽ trở thành đối tượng này, là sẽ trở thành chủ shop, công ty, chủ sửa. Tại vì chỉ có những người này người ta mới học và người ta cần những cái vấn đề này thôi, chắc chắn. Chứ không 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 một người bình thường mà làm cộng tác viên mà hỏi làm này trời bao giờ mới giàu. Đang làm cũng đào tạo này, chúng ta phải target được đối tượng này. Còn đối với chúng ta mà không có trình độ, không có thời gian, không có kinh nghiệm và chúng ta thiếu tự tin, thì bây giờ làm thế nào để target được? Chúng ta target về thì chúng ta up free. Và đó là lý do tại sao anh em mình ở đây chơi với nhau và kiếm tiền cùng nhau, nó ở chỗ này. Và từ từ thằng nào nhỏ thì cũng sẽ lớn, đó đương nhiên rồi. Chẳng có ai mà một phát có 5 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, làm marketing cả. Chúng ta phải từ từ, chúng ta nhỏ ăn nhỏ, sau khi mà lớn mạnh lên chúng ta sẽ ăn được nhiều hơn, luôn luôn là như thế. Và đây là nó là rõ ràng là mình sẽ chia up fee cho mọi người và mọi người có thể là lấy cái tư duy này, mọi người training hệ thống này, vân vân, có rất là nhiều thứ ở chỗ này. Vấn đề là vấn đề về đào tạo. Hai là vấn đề về phần mềm. Mình target luôn đối tượng ở trên, đối tượng ở trên và đối tượng là chủ shop, kiếm những chủ shop để đưa ra cái giải pháp marketing cho họ. Giải pháp marketing cho họ thì đó là công cụ đấy, đó là các vấn đề về web, đó là vấn đề về đào tạo. Và đây là tạo thành ngay chỗ này, anh mình sẽ nhìn thấy sau khi mà xác định sản phẩm, xác định được đối tượng ấy, thì ngay lúc đó mọi người tự nhìn nhận được cái kế hoạch đó, kế hoạch cụ thể. Đây là kế hoạch làm việc thực tế đó, chúng ta sản tập trung những vấn đề này và kế hoạch cụ thể. Kế hoạch cụ thể lúc đó chúng ta bây giờ phải làm sao, kế hoạch này nó sẽ đáp ứng nó đủ những điều kiện như thế nào. Bây giờ kế hoạch cụ thể nó là gì? Nó là bây giờ chúng ta phải làm một cái hệ quy trình khép kín, trong đó có thể tiếp cận, một đấy là tiếp cận với khách hàng tiềm năng theo đúng cái insight, theo đúng cái mà mục tiêu mình mong muốn. Đó là đầu tiên là việc tiếp cận với khách hàng. Đấy, tiếp cận với khách hàng, tiếp cận với giống như là con hổ đi săn mồi, nó phải tiếp cận được với cái con mồi chứ. Không không thì chúng ta nghĩ trong đầu, chứ không tất cả những cái thứ ở phía trước này đang nói chuyện đây, nó đang gọi là nghĩ trong đầu, chỉ là nghĩ về bữa tối thôi. Còn lại ấy, mà muốn chuyển hóa thật sự thành bữa tối ấy, chúng ta cần phải đi săn mồi. Và cuộc làm kinh doanh này chúng ta cũng vậy. Vì sao? Vì chúng ta nếu mà không làm ấy, thì đối thủ nó cũng sẽ làm thôi. Có rất là nhiều thằng đối thủ, có rất là nhiều thằng ở ngoài kia đang làm, và trong đó là có thể tiếp cận với khách hàng tiềm năng. Thế thì vấn đề thứ hai là vấn đề quan trọng vô cùng, trong đó là có thể tiếp cận với khách hàng tiềm năng này. Đó, thứ hai đúng không, là kịch bản lộ trình. Khi một khách hàng tiềm năng đúng không, tiếp cận được vấn đề của mình, tiếp cận được cái mồi nhử của mình, mồi nhử à, hay nói cách khác là tiếp cận được cái thính của mình, hay cụ thể hơn là tiếp cận được cái vấn đề của mình đưa ra à, tại vì mỗi cái đối tượng này á, mình xác định đây á, sau khi mình xác định đối tượng này thì mình của khách hàng, và mỗi cái đối tượng này á, nó đều có những cái nỗi đau. Chủ shop, chủ sửa này, cộng tác viên bán lẻ, nó đều muốn có nhu cầu kiếm tiền này, nó muốn nhu cầu phát triển hệ thống này đấy, muốn nhu cầu quảng bá sản phẩm này, quảng bá thương hiệu này. Bây giờ nó muốn học cái cách làm sao để làm được điều này á. Đây là xác định nỗi đau về kiếm tiền, chắc chắn rồi, về thương hiệu, về quảng bá, về đội nhóm, vân vân. Và đấy là những cái nỗi đau chính chủ yếu của khách hàng, và chúng ta phải target được cái điều này chúng ta mới giàu có được, còn không là chúng ta sẽ cứ lẹt đẹt thôi. Vậy cái kế hoạch này bây giờ làm việc cụ thể, vậy chúng ta phải làm ra một kịch bản đúng không, để tiếp cận được với khách hàng là cái thứ nhất. Và cái kịch bản thứ hai là sau khi mà người ta tiếp cận được với mình ấy, thì phải có một cái lộ trình đó. Tiếp theo thứ cấp cho khách hàng người ta tiếp cận với mình, nó làm thành một cái quy trình. Và chỗ này ở trong công thức thành công ấy, công thức thành công có đào tạo vấn đề về gì, sales marketing.
nó gọi là không mang tên, và nó phải tự động hóa luôn, tự động hóa ấy, hoặc là nó phải chuyên nghiệp hóa lên. Ví dụ như admin đang làm cái quy trình về đào tạo chẳng hạn, đây tôi sẽ lấy một cái ví dụ cơ bản thực tế luôn về quy trình đào tạo này. Đào tạo marketing nhá. Bây giờ xác định đối tượng khách hàng đó là những cái người mà muốn học marketing, muốn kiếm tiền đấy. Đối tượng này, nỗi đau của đối tượng là muốn, người ta muốn kiếm tiền, người ta muốn học về marketing để người ta muốn kiếm tiền này, muốn kiếm tiền này, để người ta muốn xây dựng thương hiệu này. Đấy là rõ ràng rồi. Và những người nào người ta muốn làm như thế này, chắc chắn đó là những người bán hàng. Đó, chắc chắn 100% đó là những người bán hàng. Đó là những người bán hàng. Đó là người bán hàng. Đó là, đúng không? Và ai là người bán hàng? Đó là cộng tác viên này, đó là dropshipper này, đó là chủ shop, chủ xưởng này, chủ shop này, chủ xưởng này, công ty này, đó là những người làm Shopee này, đó là những người chạy quảng cáo này, đó là những người làm affiliate này, làm dropship này, vân vân. Và đối tượng nó rất là rộng, đúng không? Và rất rộng, vô cùng rộng. Chính vì điều rộng như này, nó sẽ làm dễ dàng để tiếp cận với khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên rằng nó phải thông qua một cái thao tác nữa, xác định được quy trình marketing rồi. Và đây chúng ta sẽ target, đưa ra cái cục thính để gì, thả thính cho tất cả những đối tượng này, nó rơi vào chỗ của mình. Nó có thể là một cái group Facebook, đơn thuần nó là một cái group Facebook, hay nó là một cái group Zalo, nó rơi vào Facebook này. Và chúng ta lọc chỗ bằng gì, lọc lễ, lọc sẽ bằng gì? Bằng câu hỏi ở anh chị ở trong đây bao nhiêu người, chứ ở bao nhiêu người đã làm kinh doanh rồi. Và người ta sẽ trả lời rằng là tôi chưa làm hoặc là tôi đã làm rồi. Những người kinh doanh chúng ta sẽ bỏ qua một bên, những người chưa kinh doanh chúng ta sẽ bỏ qua một bên, ok. Và sau đó là những người nào mà đã có biết về marketing rồi, đang marketing trên cái kênh nào, và chúng ta phải biết được có cái Google Form chẳng hạn, tạo ra một cái Google Form hay tạo ra những cái bình chọn. Mọi người hình dung không ạ? Hay là tạo những cái câu hỏi, topic câu hỏi để cho người ta bình luận, và cho đó chúng ta lọc phễu. Và cái lọc phễu chất lượng hay không nó nằm ở chỗ này. Khi mà chúng ta lọc phễu rồi, ta lại đưa ra những câu hỏi là có biết marketing hay không, đúng không? Bây giờ cái mục tiêu của họ là gì? Để chúng ta biết được là cái khả năng, đúng không? Rồi là hiện tại là mức thu nhập của người ta bao nhiêu thôi? Mức thu nhập của người ta là bao nhiêu khi mà đã rơi vào phễu rồi. Và bây giờ chúng ta chắc chắn luôn là người ta sẽ trải qua những cái vấn đề này. Và chúng ta bắt đầu hỏi, và chúng ta bắt đầu lọc phễu. Lọc được phễu rồi thì bây giờ chúng ta đến phần chăm sóc phễu. Phễu tức là chăm sóc member trong phễu đấy. Thì bây giờ nhá, đơn thuần đấy là khi mà người ta, mình biết được họ đang cần gì cho nấy. Và bây giờ là cho cái mà mình xác định từ đầu. Tại vì sao? Tại vì nếu như mà không xác định, cho cái xác định từ đầu ấy, chúng ta sẽ lan man tiếp tục vào cái câu chuyện là cứ lan man điên cuồng trong cái thế giới này. Tại vì nó có quá nhiều thứ. Bây giờ ông phải xác định cho tôi đó, là cái sản phẩm đây này, xác định cái chỗ này này, đấy, cái hay làm việc cụ thể này, xác định sản phẩm này, đây này, xác định sản phẩm này, và chọn cái tốt nhất đấy. Vừa sau anh nói là chọn cái tốt nhất trong cái quá trình mà lựa chọn sản phẩm của mình. Đấy, không có làm lan man, đúng không ạ? Đây này, đối tượng này, sản phẩm này, đây này, chọn ra những thứ tốt nhất, thấy chưa? Đấy, mọi người thấy hay không? Cái buổi này đó là buổi chia sẻ mà admin ngồi suy nghĩ vài hôm. Đó, trên đây admin không có bất kỳ mối kịch bản nào để đào tạo mọi người hết. Và đây là những cái mà tôi muốn chia sẻ cho anh em mình, để anh làm tốt và đồng hành cùng với tôi để kiếm được nhiều tiền hơn nữa trong cái quá trình mà làm kinh doanh trong cái thời cuộc này. Chọn ra những thứ tốt nhất nên thành ra đó. Đừng có lan man vào những cái thứ mà nó chưa tốt. Đó. Bỏ qua một bên, nếu mà đối tượng ở đây từ từ khai thác, tập trung vào cái mà chúng ta xác định từ trước đấy. Cần gì cho nấy vào, nhưng mà tập trung vào cái mà cho. Rồi sau đó là làm thật nhiều và tạo ra được quy trình phù hợp nhất
phù hợp nhất, tức là chuyển đổi nhiều nhất. Nếu như mà chúng ta bán tung ấy, thì làm thế nào để cho khách hàng người ta sẽ mua tung luôn, qua bao nhiêu buổi Zoom, bao nhiêu cái buổi hướng dẫn, cho bao nhiêu cái thời gian dùng thử, bao nhiêu chúng ta đo lường đó, đúng không? Nếu mà chúng ta chốt sale khóa tạo đào tạo thì chúng ta cần phải thể hiện như thế nào, Zoom bao nhiêu buổi, đưa cái câu chuyện gì, đưa cái mối vấn đề ra làm sao, mấu chốt như thế nào. Tại vì đây là cái bí mật trong cái quá trình mà làm bí mật traffic, là bí mật .com, tất cả những cái quyển sách hay nhất nó đều có một cái kịch bản chung là như vậy, và chúng ta phải kiếm được một cái kịch bản quy trình phù hợp nhất và chuyển đổi nhiều nhất và đo lường được nó. Mọi người hình dung không ạ? Và từ đó nhé, từ đó và làm lại, và làm lại một lần thật chỉnh chu để đưa vào cái giai đoạn tự động hóa. Lúc này chúng ta có thể sử dụng cái công cụ cơ bản như là một cái landing page để tự động hóa. Ví dụ là mình đã thành công khá là nhiều trong cái vấn đề mà sử dụng cái landing page để mình tạo ra những cái kịch bản. Ví dụ như là cho mọi người thấy một cái trên đây. Ví dụ như thế này. Ví dụ như là mình sử dụng một cái blog của mình nhé. Và ví dụ như là làm về khóa coaching VIP member đi. Member thời trang. Và tạo ra một cái landing page chương trình coaching thời trang này. Đây là một cái landing page. Và trong này nhé, nó là một cái tự động mà tôi chưa có vận hành nó tốt. Thực tế nó gắn thêm một cái email marketing nữa để nó tự động gửi luôn, thì nó thật sự rất là vô cùng tuyệt vời luôn. Ví dụ như là đấy, quá trình thời trang này. Và cái landing page này á, thực tế là kiếm cho admin khoảng tầm 300 triệu một cái landing page mà vô cùng bình thường. Đấy, đầu tiên là giới thiệu cái chương trình này nó là gì đấy, rồi là chương trình này là quá trình nó là nó chúng ta sẽ được học cái gì, đúng không, đưa ra vấn đề, nó là một cái kịch bản. Sau đó là ở đây là có cái cái bạn, đúng không, bạn Hảo, bạn chia sẻ. Tôi là Hảo Phạm, đúng không, thành viên của cộng đồng Blockfit Coaching Center. Và hôm nay đó, tôi làm cái video clip này với mục đích là để cảm ơn tới cái những đào, với tất cả các anh nhưng mà bán được đấy. Đây vào và cái này và triển khai, đúng không, và nhân viên văn phòng chủ shop này là feedback và đưa vào vấn đề, đó là kiến thức ở trong đấy các bạn sẽ nhận là gì, nếu mà bán công cụ là gì, nếu mà bán sản phẩm thì đó là sản phẩm chiến lược là gì, bộ mỹ phẩm gì, nó có thể triển khai được cái vấn đề gì. Và chúng ta bắt đầu là fail lên. Tôi đang nói là không có bất kỳ đó là vật chất cũng được, sản phẩm số cũng được, công cụ cũng được, phần mềm cũng được, website cũng được, tất cả mọi thứ cái gì cũng được hết, và chúng ta phải thử rất là nhiều lần, đúng không nào. Và đó, và chúng ta đưa ra những cái dẫn chứng rất là nhiều đó, và kết quả của đội nhóm của mình đây, kết quả và đấy, mọi người có thể nhìn thấy một cái VIP vào trong đây là 3 triệu, đúng không, bây giờ là 4 triệu, thì gì, 100 người vào thì có phải là 300-400 triệu không, một cái landing page khủng khiếp không ạ. Đó, và đây nữa, feedback thực tế luôn. Và bây giờ là mình làm đây là tự động hóa rồi. Tuy nhiên rằng ấy, mình chưa làm cho nó tự động hóa thật sự. Đấy là một cái landing page, một cái dạng landing page, và kết hợp với nó là ở trong đó là có cả dạng bài viết. Đấy là hình ảnh bài viết này, hình ảnh này. Đấy, feedback này. Video feedback nữa. Có thể là video của mình thì bây giờ một cái dạng như thế này này, một cái dạng như thế này. Và cái này bất kể thằng nào làm đào tạo, làm kinh doanh mà nó ở một cái giai đoạn đỉnh cao ấy, nó đều thực hiện những vấn đề này thực tế luôn này. Mình cũng đang làm như vậy, và những thằng đỉnh cao mọi người cũng sẽ nhìn thấy nó làm như vậy, rất là chuyên nghiệp và nó rất là nhàn, đúng không, nó rất là nhàn, mọi người thấy hiểu nó nhàn đúng không ạ, chứ không phải cũng cứ lao đầu làm mãi chẳng ra được cái kết quả quái gì, rất là mệt, càng làm càng khó. Đúng không? Đó là cái mấu chốt, đó là sự khác biệt đó. Đó vào một cái nữa, ví dụ như là website hoặc là mà case study này. Đây. Ví dụ như thế này, đây hoặc là một cái cây, đấy là một cái landing page nhá, một cái dạng landing page khác về kiếm tiền về affiliate. Đây, ví dụ như một cái cây này là người giới thiệu về cái
cây affiliate này. Đây, ví dụ cái này là bản thân mình luôn. Cái landing page này là bản thân mình lên luôn. Mình up cho tất cả các bạn mình biết nào và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách thức kiếm tiền rất là đơn giản và hiệu quả, đó là affiliate marketing. Đây là một hình thức kiếm tiền bằng cách quảng bá các sản phẩm của các đối tác, đúng không ạ, của các nhà cung cấp hay còn gọi là tiếp thị liên kết. Cách kiếm tiền để affiliate, đúng không ạ? Thực tế là một bộ landing page này thôi là đã kiếm tiền rất là ok lắm rồi, mà tôi không có vận hành nó. Đó là một trong những sai lầm chết người của em mình, và nó làm mình tốn thời gian hơn nữa. Và đây là một cái video phần 2, làm ba cái video thôi và kết quả của em mình này, ba cái video này tôi sẽ cho mọi người nhìn thấy cái kết quả đáng giật mình luôn. Và đó là cái mà điều em mình trong thời gian tới mình sẽ tập trung vào làm. Đây này, 4.925 đô, gần 5.000 đô là hơn 100 triệu rồi nhá. Gần 5.000 đô là hơn 100 triệu rồi. Đấy, 2.000 này, tháng đầu tiên làm được 2.600 đô này. Đó là từ cái landing page này đó. Đơn rất là đơn thuần đúng không? Trong 24 tiếng thì tôi đã nhận được cái 6 sale rồi, đúng không ạ? Là chúng ta làm được 1 triệu 2 rồi, dễ dàng tại vì sao? Cái việc thứ nhất là cái tính của tập trung vào mặt. Thì chúng ta thì khách hàng sẽ được nhận được, khách hàng sẽ được nhận giá tốt, được chỉ được nguồn hàng, được chỉ được cách làm dropshipping, kinh doanh, thì tôi nhận được các kênh kinh doanh hiệu quả. Đây là lý do triển khai chiến dịch affiliate marketing. Đấy, affiliate marketing. Đấy. Và video 3. Và ba cái landing page này thôi. Rất là bình thường thôi. Đây là làm landing page với đúng bạn, đúng affiliate với home center. Hai công ty chúng ta nữa, đúng không? Để tham gia. Và về chốt sale này, chốt sale đúng không? Đến phần chốt sale. Và đó là tự động hóa. Và bây giờ mình làm một lần thật là chuẩn chỉnh, thật là chỉnh chu để mình đưa vào nó theo một cái vấn đề tự động hóa nó, landing page feedback, và nó đơn thuần hơn, nó cơ bản hơn nữa là chúng ta thực hiện cái group này, đấy, cái group nó như thế này. Ví dụ như là về VIP phát thông tin quá trình 3 ngày thực chiến. Đây là ví dụ như mình làm 3 ngày thực chiến và tất cả các member này, người ta vào trong này, người ta sẽ học phần hướng dẫn và 3 cái video này thôi. 3 video này là hướng dẫn về 3 ngày thực chiến làm affiliate và làm dropship. Và qua 3 ngày này người ta sẽ chuyển đổi ra thành sale của mình, người ta sẽ trở thành đồng đội của mình. Đó, tôi biết rằng ở trong đây có anh em đã học khóa 3 ngày này mà trở thành ở trong đây này, một trong những VIP, một trong những quá trình team này. Đúng không nào? Đây. Còn lại nếu mà mình đưa vào trong đào tạo nữa thì mình sẽ có những cái nhóm, đây là cái group Facebook. Đấy, và trên này có Hảo cũng training này. Hảo training về hướng dẫn chốt sale. Cần phải áp dụng thêm một số cái shipping nữa, đúng không? Đầu tiên mình phải làm để lấy inbox đã. Là làm để lấy inbox thì nó có một cái mẹo như là cái mình cứ tay mình cho nó việc một chút xong mình thật. Đấy. Hướng dẫn ở trong này nữa. Đây. Đây các video này, đấy tự động hóa ở cái nhóm. Tự động hóa ở cái nhóm nữa. Đấy, và đây là cái nhóm nữa, đơn giản thôi, và trong cái nhóm đó chúng ta phải đưa cái kịch bản lên cho một cách tự động, những cái vấn đề này lên một cách logic, một cách tự động. Và admin đã sử dụng group Facebook một cách rất là tối ưu và triệt để. Còn lại vấn đề về rơi vào fail ấy. Fail thì là mình sẽ sử dụng các cái fanpage, những cái kênh blog, những cái kênh YouTube, những kênh TikTok để mình kéo vẽ về, và đặc biệt là group Facebook nó là một cái bí mật khủng khiếp nhất đối với internet hiện tại, để đưa người ta về fail của mình, và bắt đầu chúng ta sẽ đưa vào một cái hệ thống tự động hóa chuyển đổi thôi, cứ ai vào đó là sẽ chuyển đổi, đúng không? Và cứ chuyển đổi như vậy, và đó là cái mà vấn đề của mình đã làm chúng ta biết được kết quả. Nhưng mà chúng ta không vận hành, chúng ta không có triển khai được cho nó thật sự là tối ưu. Chúng ta không làm cho tối ưu hóa được. Nên ra là chúng ta sẽ gặp khó khăn trong quá trình mà làm kinh doanh của mình.
gặp khó khăn trong cái vấn đề mà làm marketing của mình. Và admin tin chắc rằng đó là có rất là nhiều anh em mình ở trong này muốn đạt được kết quả lớn hơn đều là bản thân tôi, nhưng mà chúng ta làm không có quy trình, chúng ta làm không có kịch bản, chúng ta làm nó không có tính lặp lại, nó không có tính bền vững, đúng không? Mà chúng ta làm kiểu như là marketing làm online, ok, điều đấy là tốt hơn rất là nhiều người ngoài kia rồi, nhưng mà nó vẫn là hình thức rất là thủ công, nó không thể giàu lên được. Muốn giàu nó phải tự động hóa, chẳng có, không thể nào mà không tự động hóa được. Và bản thân admin có tất cả mọi thứ rồi, về cơ hội dropship, cơ hội affiliate đầy đủ nhé, kiến thức để làm được điều đó ok luôn, khai thác được thị trường luôn. Cái vấn đề của mình là mình phải ngồi lại để mình làm cho nó logic, thật là logic, nó thật là mát cho với nhau, chúng ta sẽ thành công. Và admin sẽ là cái người ở đứng lại gắn kết tất cả mọi thứ lại với nhau, tạo ra một cái mô hình chuẩn nhất, sau đó là cứ nhét vào. Và lúc đó mình sẽ làm gì? Mình kiếm phễu đầu vào, mình trao giá trị, cứ đến một tầng nào đó là đưa đấy, vừa sau là lọc phễu mà, đưa vào phễu đó tự động chạy đấy, tự động training, tự động nghe các video, các cái hướng dẫn đó đó, cứ đến đó là tập trung vào, cứ đến đó nó giống như là trường học, đúng không nào? Một khách nào vào khách đó, mỹ phẩm vào mỹ phẩm chẳng hạn, thời trang vào thời trang chẳng hạn, đồ gia dụng vào đồ gia dụng chẳng hạn, ai cần cái gì cho cái đó. Và chúng ta làm với cộng tác viên, chúng ta làm với sỉ thôi, chúng ta làm đào tạo với chủ kho, chủ doanh nghiệp, làm công ty thôi, chủ shop hay là những người có khả năng chi trả, chúng ta tập trung vào đó. Và những người bình thường thì chúng ta cho cơ hội luôn, cho nguồn hàng luôn, hướng dẫn luôn. Và mục tiêu của mình là chỉ cần nhờ họ là ở quảng bá cho mình tốt hơn nữa thôi, làm cho họ thật là tốt lên. Và bây giờ chỉ cho họ những cái phương pháp cơ bản nhất, học những cái khóa học mà nó ứng dụng nhất, như là Shopee, làm thế nào để quản trị được Shopee, làm thế nào để bán hàng tốt trên marketplace, làm thế nào để sử dụng được cái công cụ auto marketplace để bán những cái điều rất là bình thường, cơ bản cho những người bình thường, và tạo thành quy trình. Và đó là cái mà chúng ta ngồi lại làm được thì cái gì, cái thu nhập thụ động của chúng ta nó tăng lên là điều đương nhiên, và chúng ta rất là nhàn, có thời gian để chúng ta giao lưu, có thời gian để chúng ta đi với gia đình, đi trải nghiệm, đi du lịch. Còn không thì chúng ta cứ làm rất là mệt và không thể nào vận hành được đấy, kể cả mỹ phẩm cũng vậy. Để chúng ta training quá trình đội nhóm để họ bán được hàng cho mình, họ nhập hàng cho mình, đúng không? Và họ bán, họ thấy tốt, họ làm được cả một hệ thống đó. Và bản thân mình là hệ thống kinh doanh, hệ thống marketing cũng như vậy, cứ như vậy nó lớn lên, phát sinh lên. Thì đó là những cái mà buổi học ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ. Mọi người cảm thấy như thế nào ạ? Mọi người cảm thấy như thế nào ạ? Thì kết quả của mình nó, khi mà mình làm, mình cảm thấy cái tần suất nó chỉ cần làm thôi, là có những ngày kiếm vài chục triệu, một vài tuần thôi, hoặc là một tháng mình làm một lần thôi, gặp 30-40 triệu, 50 triệu, hay là 100 triệu rồi. Một năm kiếm tiền tỷ, không có cần phải quá là phức tạp. Và tất nhiên rằng mọi người phải chia tính giai đoạn ra, đúng không? Chúng ta ở giai đoạn nhận thức, hay là chúng ta ở giai đoạn xây dựng, hay là chúng ta ở giai đoạn phát triển, hay là chúng ta đang ở giai đoạn nhân bản. Chưa qua giai đoạn phát triển mà chúng ta vào nhân bản, chúng ta sẽ bị quá sức và chúng ta chết chắc luôn. Và cái buổi học này là một cái buổi học khá là thú vị và thiên về vấn đề về quy trình hệ thống đó. Nếu mà anh em mình thật sự mà muốn giàu có thì chúng ta phải nghiêm túc với cái buổi học này để chúng ta đạt được những kết quả. Tại vì ai cũng nhìn thấy là mình nhiều tiền đấy, mình có thể làm được nhiều tiền, nhưng mà ai cũng cảm thấy mình có khả năng nữa, tự tin luôn, và mình không ngại va chạm, không ngại về vấn đề về tiền nong, nhưng mà làm là không được, làm là lan man, làm là không tới nơi tới chốn, làm là thất bại. Thất bại thì không phải, mà làm nó cứ lẹt đẹt, làm mãi như vậy luôn cả năm trời, mình cảm thấy rất là, tôi cảm thấy rất là tốt, nhưng mà tôi cũng cảm thấy rất là tiếc. Nó cũng rơi vào cái nghịch lý, đúng không nào? Và anh em mình ở trong đường admin training cực kỳ cao luôn, cực kỳ nhiều luôn, và đó là những cái mà thật sự là tâm huyết, và chúng ta cần phải dành thời gian cho nó thật là nghiêm túc vào. Nó thật sự là nhiều tiền lắm luôn đó. Admin cảm thấy rồi đó, là một ngày mà 60 triệu đâu phải đơn giản đâu. Một ngày nhé,
sale bất động sản không bao giờ lại luôn nhé. Admin nói thật, sale bất động sản nó là cả mấy tuần, cả thậm chí cả tháng trời, vài tháng trời nó mới chốt được một sale cũng 5-70 triệu. Nên mình một ngày, một cái vấn đề về training của mình nó không phải là mấy tháng đâu, nó chỉ là 1-2 tuần thôi. Có những cái nó chỉ là 3 ngày thôi, 3 ngày thôi kiếm. Đấy, hôm trước 3 ngày kiếm khoảng 40 triệu, 20 triệu, 4 sale, đúng không ạ? 4 sale, 4 năm, 20 triệu đấy. 3 ngày 20 triệu thì tính ra một ngày, đúng không? Một ngày cũng hơn 5-7 triệu rồi, một ngày gần 7 triệu. Đó, và đó là cái tuần tháng trước ấy. Là cái em mình có tạo ra cái khóa coaching 3 ngày mà. Và bán được nhiều thứ luôn, bán lúc đó là không có bán công cụ gì hết. Nó vẫn chưa là cái quy trình chuẩn, cũng chưa có hướng dẫn về công cụ nhá, chưa hướng dẫn về các bộ tài nguyên nhá, chưa hướng dẫn về các kiến thức mình hướng dẫn nhá. Mình chỉ nói về những cái mà các bạn cần phải trang bị thôi, thì người ta mua cái những cái vấn đề cần phải trang bị thôi, chứ chưa tối ưu quy trình. Tối ưu quy trình là không bỏ sót bất cứ một thứ gì, là đến phần nào nói phần đó, ai cần gì cho cái đó, không cần cũng được, tôi hướng dẫn bạn miễn phí luôn, chứ không nhất thiết là bạn phải mua, bạn cứ học ở đâu cũng được. Nhưng mà đó là cái vấn đề mà tôi trải nghiệm, tôi nói cho anh em mình nghe, và ai cần gì người ta cho đó. Mà nói tiếp đến phần là bạn muốn cái học cái kiến thức này, ở tôi hướng dẫn bạn luôn cái cách để có cái đó luôn, về làm thế nào để có website, làm thế nào để bán hàng tốt trên Shopee luôn, hướng dẫn tất tần tật luôn. Và qua cái trải qua cái đợt training đó, mà mình bỏ nhỏ những cái nấc thang, cái mấu chốt đó, có những cái điểm chốt, và cần cái điểm chốt nào thì mình có cái người đứng ở cái chốt đó kiểm tra, giống như công an vậy đó, đến đó kiểm tra giấy tờ, ok đi tiếp, đến đó kiểm tra sức khỏe, ok đi tiếp, kiểm tra năng lực, ok đi tiếp, kiểu vậy đó. Thì có những người đứng ở đó kiểm tra thì gọi là điểm mấu chốt. Hồi lúc ban đầu admin vào đã nói rồi, cần phải có những người ở điểm chốt đó. Đấy, tuy nhiên rằng thì mới bảo là nói là một mình tôi, nhưng mà cũng không phải, có những người đứng ở điểm chốt đó để xử lý các cái khâu chốt đó. Còn mình là cái người vận hành cái hệ thống cho nó trơn tru, cho nó mềm dẻo, để làm sao để cho member cứ vào đó là đi theo một dòng sông, cần gì cho đó, không ép buộc, không gì hết, trao giá trị thôi. Cứ thế là công việc của mình rất là nhàn mà rất là hiệu quả, rất là nhiều tiền. Không phải làm quần quật, không phải đăng market play mà ngày nào cũng đăng. Thời đó là qua rồi. Đấy, mình tập trung vào những cái mà nó ra nhiều tiền hơn, thật sự nhiều chuyển đổi hơn. Thì đó mới là cái tư duy, và đó mới là cái mà tạo nên sự khác biệt của mình. Cái mà admin ở trong đây, thực tế là admin chưa có target vào cái người giàu. Trong thời gian tới đây mình sẽ phải có người giàu. Anh em mình nhìn thấy xung quanh ở đây, anh em mình đó, em cảm thấy thật sự luôn, chia sẻ cho anh mình gọi là tư duy của những người giàu có, chẳng qua là mọi người chưa giàu có thôi, đúng không? Chứ em nhìn mà cảm thấy là cái thế lực buổi Zoom ngày hôm nay mà ai cũng là chủ kho, chủ shop, em nhìn nói thật không biết là chúng ta làm tới đâu đâu. Bạn thấy đúng không? Nếu bạn có tiềm lực về kinh tế nhé, bạn có tiềm lực về nhân sự nhé, bạn được học những kiến thức này, bạn ở dưới trong tay bạn có quyền, có tiền và có quan hệ, có nhân sự luôn, có đội nhóm. Bèo nhất là bèo bét nhất cũng phải giống như admin nha. Thì mọi người cảm thấy rằng có phải là mình hô mưa gọi gió không? Những kiến thức này mình nói thật, bên kia những cái chủ shop người ta cũng không có rồi, nó đang bị chết dấp, nó bị chết ngắt rồi, đúng không? Bây giờ đưa cho ông cái quy trình tuyển cộng tác viên vào đây, ông tuyển 1.000 người ông quản lý, ông chết ngay. Ở trong Fori anh em mình thì nhìn thấy rõ rồi, mấy chục ngàn người cũng có chứ, nói gì 1.000, một cái nhóm nhỏ nhỏ ví ra là 3 nhóm rồi, đúng, một nhóm là 800 người, 900 người, 1.000 người, phun không thể nhét vào được thêm nữa luôn, đúng không? Là mọi người hiểu rồi ấy. Còn ở bên ngoài kia người ta khao khát được cái vấn đề này, đúng không? Còn bây giờ anh em cũng được admin training hướng dẫn về vấn đề về đào tạo tuyển phễu, đúng không? Còn gì nữa. Đấy, mọi người tuyển phễu 3-4 ngày thôi là lên đến 300 người, có cái nhóm 18-16 gì đấy của bạn nào đó, và nhóm nào cũng 200-300 người, nó rất là nhanh để có. Nhưng mà bây giờ training được không? Không training được, đúng không? Mới làm sao để training để làm cho nó bán được. Bây, ví dụ như mọi người là chủ shop đi, mọi người Duy là chủ shop về thời trang đi, rồi là chị Chi chủ shop về mỹ phẩm đi, ở Phượng chủ shop về thời trang đi, đúng không? Hải chủ
chủ shop về phụ kiện con, mình sống chết với nó, sống mãi với nó. Thì mọi người tưởng tượng với cái lượng kiến thức, với cái công cụ, với các cái hệ thống, với các cái quy trình, với cái kế hoạch như này thì mọi người làm tới đâu? Thì mình nói thật là nó phải một vấn đề khủng khiếp đấy. Chúng ta chưa là tới đâu hết mà chúng ta đã nó làm được rất là tốt rồi, đã đủ sống rồi. Thật sự nếu mà em mình làm tốt là em mình nghĩ là mọi người sẽ đủ sống, vô tư sống, sống khỏe. Nó còn lại sống có ích nữa là còn phải tư duy về hướng dẫn người khác làm nữa, gọi là sống có ích chứ không phải đơn thuần. Còn nếu mà mọi người là doanh nghiệp thì mọi người sẽ là khủng khiếp luôn, đúng không? Còn lính trong tay mà còn nhân sự trong tay thì mình làm tới đâu nữa, một mình làm như vậy rồi, hai thêm hai người nữa làm thôi, đúng không? Thằng Đăng, thằng Tuyển, thằng Training, bây giờ mình đang đào tạo như vậy, chính nhân viên của mình là người training hệ thống luôn, nhân viên của mình là người training hệ thống, nhân viên của mình là làm được Shopee luôn, nhân viên của mình là làm được về marketing luôn đấy, về tư member tư vấn luôn, bán hàng chốt đơn luôn, một cái người được đào tạo rất là đa năng luôn, làm nhân sự của mình rất là tuyệt vời, rất là trách nhiệm luôn đó. Và đó là cái mà hướng đấy, đấy là cái mà làm. Và bây giờ chúng ta xác định lại đi, sản phẩm, đối tượng, quy trình, nhàn nhất, sản phẩm gì bán lời cao nhất, nhàn nhất, ok nhất, có tính bền vững và ổn định. Bền vững và ổn định nhé, mới tính đến lượng phát triển và lập lại sau. Nhớ nhé, bốn cái vấn đề, bốn tính chất của nó. Rồi là chọn những cái tốt nhất để hạn chế cái việc lan man. Bên tại vì có cái một số anh em ở trong cái trường hợp này vào trong Fori nhiều sản phẩm quá, cái gì cũng muốn bán, fanpage nào cũng có, Shopee nào cũng có, nhưng mà làm cứ đến nửa một nửa, làm một nửa để đấy, nó không đi tới ngọn ngành câu chuyện được. Thì có giàu được không? Không giàu được. Nó phải đi tới cuối cùng thì nó mới giàu. Còn đi đến một nửa thì nó chỉ giàu một nửa thôi, nó chỉ là kiến thức thôi. Đó là lý do tại sao mà em mình hay bị bỏ cuộc giữa chừng. Nó nói rằng ở Fori đào tạo rất là hay, nhưng mà tôi bị gì, bị cản lực giữa chừng. Em mình trước mắt khả năng là phải viết ra một cái kế hoạch để kích thích anh em mình lên trên. Ai cũng có khả năng, ai cũng học kiến thức hết, nhưng mà đến khi đến cuối cùng lại là những người bỏ cuộc. Tiếc không? Tiếc chứ, vô cùng tiếc luôn. Tại vì mọi người đã có một cái profile rất là tốt rồi, mọi người đi tuyển cộng tác viên, người ta bán cho mình, người ta nể mình luôn đó. Chứ không phải là ở trong Fori nhiều khi đôi khi được học quá nhiều rồi mọi người cảm thấy lúc nào cũng cảm thấy mình nhỏ bé. Mọi người ra ngoài mọi người cảm thấy mình to lớn hơn, và mọi người sẽ thật sự là vùng vẫy, luôn luôn gắn kết cùng với Fori để cho nó mạnh mẽ hơn và góp ý vào, trang bị vào. Em nghĩ muốn là như vậy, đúng không? Và thực tế như vậy thì nó sẽ bổ trợ nhau rất là nhiều, tại vì một mình không thể làm được, và có rất là nhiều bạn rất là giỏi nhưng mà đi ra làm một mình thành công ở một cái cơ số thôi chứ không thể làm tốt được. Còn ở trong Fori, trong đây có rất nhiều anh em mình giỏi, trong đây ai cũng giỏi hết, thật sự rất là nhiều người giỏi luôn, nhưng mà chúng ta không gắn kết lại được với nhau, tại vì chúng ta luôn luôn có cái tính cá nhân hóa quá nên ra không gắn kết lại với nhau. Không gắn kết lại được với nhau thì chúng ta không thể nào thành công nó rực rỡ lên được. Và trong đây thì đầy người đang còn dư thời gian này, đang có thể hỗ trợ được nhau, mà chúng ta chỉ cần vấn đề là đơn giản là chia lợi ích hợp lý thôi, thế là người ta sẽ làm với mình đấy. Và anh em làm với nhau và chúng ta cùng giàu, đúng không? Cùng quản trị, cùng đồng hành, cùng phát triển, thì đó mới là tư duy, đó mới là cái mà điều em mong muốn. Và tổng thể cái quy trình này chúng ta xác định lại nhá, rồi là chúng ta xác định lại cho chúng ta một cái quy trình chuẩn, làm cho một cái kế hoạch chuẩn đấy, một cái lộ trình chính xác, thì mình tin chắc rằng chúng ta sẽ thành công viên mãn trong thời gian tới đây. Và đó là cái buổi học ngày hôm nay, đúng không ạ? Anh em cố gắng nhé đấy, và buổi học tới đây là kết thúc, chúng ta sẽ có thể là vào trong nhóm thảo luận đấy, và tất cả mọi thứ nó đều đơn giản thôi, căn bản là chúng ta hiểu vấn đề là chúng ta làm được đó. Ok, chúc anh mình thành công, chúc anh mình có một cái buổi học tuyệt vời, và thời gian tới có quy trình thật là nét, có đỉnh cao, và làm phát là kiếm rất là nhiều tiền luôn, chứ không phải như thế này nữa. Bán hàng bán lẻ cũng được cao, bán sỉ cũng được cao, làm đào tạo cũng tốt, bán phần mềm cũng ổn, đúng không? Làm affiliate cũng thật là tuyệt vời, và bất cứ một cái gì nó cũng thật sự là trơn tru và vận hành một cách rất là logic, và làm một cách khoa học chứ không phải làm ngày đêm mà nó không tạo ra hiệu suất tốt nữa. Đó là những cái chia sẻ, và chúc anh em mình thành công nha.
Xin chào tập theo, gặp lại trong các cái module tiếp theo.